Xin mến chào toàn thể quý anh chị đã đến với kênh Trai Xây Dựng, kênh chuyên về lĩnh vực xây dựng công trình. Hôm nay tôi không nói về kỹ thuật mà xin chia sẻ với các bạn về góc nhỏ đời sống và tâm tư dân xây dựng. Anh chị nào trong ngành, sắp vào ngành hay chưa vào ngành, và kể cả không vào ngành, xin theo dõi và có thấy hình ảnh tâm tư của mình trong đó không nhé. Chuyện là như thế này. Vào một ngày nọ, tại công trình xây dựng khu biệt thự, hắn, một tên giám sát xây dựng, cùng anh em đi nghiệm thu công tác xây dựng như bao ngày. Công việc hôm nay là leo lên mái, nghiệm thu công tác mái biệt thự. Song có điều hôm nay, sức khỏe hắn không tốt. Do nhiều ngày trước, cũng phải bò lên mái, dưới cái thời tiết nắng gắt oi ả, lúc gần trưa. Vừa chịu sức nóng mặt trời, vừa là hơi nóng, phả lên từ mái ngói. Nghiệm thu xong, xuống khỏi mái. Mồ hôi tuôn như thác, ướt tới đũng quần. Đom đóm bay đầy trong mắt, tay chân hắn rã rời, chả muốn cử động. Đến khi ăn cơm trưa, há mồm nhai không nổi. Hắn nghĩ bụng, đời xây dựng cơ cực, áp lực trăm bề và tổn hao sức khỏe, làm tụt quần, không có thời gian để tán gái nữa. Đã vậy, lại cũng chả có dư. Nghĩ mà buồn. Rồi trong cái khó, nó ló cái hay đột xuất, anh em hắn mới nảy ra một ý tưởng. Dự là, hắn có chiếc flycam cũ, cũng còn bay ngắm cảnh được, nên anh em hắn mới lôi ra, dùng để kiểm tra mái nhà luôn, đỡ phải leo trèo nhiều. Do bị lãng quên một thời gian, không dùng đến, nên loay hoay một hồi, đốt hết mấy điếu thuốc, hắn mới điều khiển thiết bị, bay lên được. Từ khi đem em flycam vào áp dụng kiểm tra, hắn vui hẳn. Hàng ngày đem nó ra bay kiểm tra, trước giờ nghiệm thu khoảng vài tiếng, vừa nắm tình hình trước, và đôi khi còn là bay dạo tiêu khiển cho đời nó thêm thư thái. Bay buổi sáng ngắm bình minh, còn buổi chiều có khi là ngắm hoàng hôn, rồi tối về lôi hình ra tự sướng. Nói không phải khoe con flycam, mà quả thực từ khi có em nó, hắn cũng đỡ vất vả nhiều. Hắn tự thấy mình cũng có chút sáng tạo, bỗng dưng lại đỡ vất vả hơn và năng suất lại cao hơn. Ngồi điều khiển máy bay, hắn vừa kiểm tra vừa thấy vui vui. Hắn rít thuốc nhiều hơn, cảm giác thuốc ngon hơn thì phải. Thôi không khoe con hàng nữa, để hắn đi kiểm tra mái nhà cho xong đã. Rồi cũng kết thúc một ngày làm việc, hắn lại về nghỉ ngơi. Khi xem lại các hình ảnh, hắn lại tự sự, tức cảnh hóa thành thơ. Khi ta đến, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Mới ngày nào nơi đây, chỉ là đồi đất vắng. Mà hôm nay cảnh đẹp, nhà sang đã nổi đầy. Bỗng hắn đượm buồn, vì chợt nghĩ, hắn sắp phải rời xa nơi này. Và cứ thế, hắn cùng đồng nghiệp, bao anh em kỹ sư xây dựng, cùng bao người thợ xây dựng, lại tiếp tục đến từng vùng đất mới, quên mình vào trong công việc, dựng lên những công trình mới, làm đẹp cho đời. Hắn nghĩ, sao mình lại chọn cái nghề này, vất vả thế cơ mà. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ, cái duyên đã đưa hắn đến với nghề này. Rồi tự an ủi, trai xây dựng, đi làm vì đam mê, chứ ăn thua gì. Cái nghề nó chọn mình, chứ mình không chọn nó rồi. Vậy nên, hắn bớt suy nghĩ lại. Và hắn vẫn tiếp tục, với đam mê, với công việc của mình, việc của những chàng trai xây dựng. Đôi khi nhìn lại, những điều đã làm được, hay không làm được, và cả những hy sinh, khi đến với nghề, có cả niềm vui, và có cả chạnh lòng.
Đôi dòng tự sự, có tí xến vào đây. Tôi chỉ xin chia sẻ lên đây một khoảnh khắc, một vài suy nghĩ bất chợt trong công việc. Mong mọi người góp ý, chia sẻ cho vui nhé cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở các nội dung tiếp theo.